chết luôn. Quá. Mẹ con là nhỏ hơn. Con nhỏ đó. Đừng có mắc đó, ăn với ăn. Em điên á. Ngoài đó. Có mắc ăn mới ngon chứ ăn. Để ăn mà phải ăn con mập. Quay đi chụp vậy. Quay hả? Sao giờ? Không tốt ăn mà bụng nhưng mà biết rồi nhưng mà bỏ không, đi cái đầu mà. Anh đừng ăn cái đầu anh hết rồi. Bỏ cái đầu mày thằng điên này. Anh tả ra đây em. Ai giờ anh đi cái điên nữa. Thôi mình qua đừng có phá nó tội nó. Thiệt á. Ba mẹ phải nói như hôm mày có nhá. Ông má không ăn được tao cho mày tiểu luôn. Anh mua lên em trẻ. Anh mua lên rượu đi. Để cho anh chủ quán ăn trước. Ôi bộ anh cũng cho 1 năm triệu. Thằng đó cho anh đưa tiền luôn. Bọn chưa lên ăn nhau. Tiền triệu ăn liền. Thôi anh bấm làm gì à? Sợ với lại Phương nói thẳng luôn. Cái này ăn được không? Yêu này có gì không? Mà nó còn thương không? Yêu thương thương. Chẳng có mình không? Có gì bác nguy hiểm không? Đó đó mới chứ. Không biết nữa ngon. Thực ra nó thật đứa bù cái này có gì không ăn được. Em thấy trong phim người ta ăn rồi. Đích cầm đây đây đó. Ờ cái này chó mèo nó ăn được mình ăn được. 2, 3 vô. Nếu mà đạn quá này lên. Nếu mà đạn quá này đưa tiền này ăn được không? Em tốt ăn đi. Không em 50 dạ, mày mà cắn chịt chịt nước ta luôn á. Hả? Nó dài lắm á. Nó dài hả? Nhưng mà nó rất già và rất to. Nó đường. Nó cắn không? Thôi mày có đôi đường nó bọc. Nó cắn không? Nè nó cắn không? Nhắc cái đầu ra. Nhưng mà cái đồ nó bây giờ bỏ cái đầu ra không? Mày mà đút cái nhầm cái đầu ra thì mày là lợi mày tụt luôn. Giờ tôi cắn 50 em. Mai không em? 50 thì cứng ra luôn chị. Bây giờ cắn làm sao? Nhai hết chờ cái đầu lại. Giờ anh mượn cái kéo anh cắt cái đầu ra chứ. Bây giờ cắt cái đầu ra có ra được không? Không sao đâu. Thử ăn thăm nha.